các bạn, hôm nay mình sẽ nặn Godzilla vs Kong nha. Mình sẽ nặn Godzilla vs Kong này. Từ từ mình chỉnh camera chút. Rồi, đầu tiên mình sẽ nặn Kong nha. Kong thì dáng như con người này. Dáng như con người nha. Đây này. Đây, mình làm xong phần thân này nha. Bây giờ mình chỉ cần làm mấy cơ bắp nữa là được. Chưa làm xong rồi, một chút nữa. Công vs Godzilla. Godzilla. Godzilla chứ không phải là Godzilla đâu nhá. Godzilla là tên tên của Godzilla năm 1995 phải. 1995 thì phải. Tại ngoài chúng mình ồn quá, nên các bạn thông cảm nha. Ồn lắm. Chỗ mình là đường cao tốc nên ồn, nhiều xe. Với cha mẹ mình. Chờ chút, giọng hôm nay mình hơi khan nên các bạn thông cảm nha, mình hơi khan. Con T-Rex là lộn, mình nhớ cái video hồi trước đấy. Bây giờ mình chỉ nặn thôi nha, làm video nặn thôi, không làm mấy cả giải Rubik với các video lung tung đá quý đồ đại ca Minh nữa nha. Mình chỉ nặn nó thôi. Đó, xong người của Kong rồi. Đó, bây giờ mình sẽ làm cơ bắp nha. Làm cơ bắp. Bây giờ mình làm cơ bắp nha, cơ bắp xong rồi ấy. Đoạn này hơi dài mà thôi, mình không cắt được. Đó, để mình làm cái phần cơ bắp tay kinh công nha. Mình mới là người vô nghề nặn đất sét thôi nên mình nặn hơi xấu. Ai ở trong này mà nặn cực kỳ đẹp thì nói với mình nha. Để mình cho các bạn xem tác phẩm của mình. Một tác phẩm mình làm hơn một tuần. Đây. Trong này có ngầm một viên kim cương nè, chói quá.
Đó. Tác phẩm đó nha các bạn, Godzilla siêu to khổng lồ. Bây giờ mình quay tiếp đây. Rồi. Làm xong bắt tay rồi. Bây giờ mình sẽ làm khuôn mặt nha. Từ từ mình làm bàn tay bàn chân nữa. Để mình lấy một chút đất sét. Đây. Để mình làm bàn tay bàn chân. Đây xong rồi. Hồi sáng mình có đi câu cá này. Cái lưỡi câu này này. Lưỡi câu cá này. Sắc nhỏ lắm. Làm mình bị thế này này. Đi tay này. Đấy. Mình công đã xong rồi. Từ từ mình làm cái ngón này á. Cái ngón này này. Cái ngón này là ngón cái nha. Ngón cái của mấy con khỉ đột đấy. Đây xong rồi. Bây giờ mình sẽ làm mặt nha. Đầu tiên là để mình lấy cái dụng cụ mà. Cái này. Giống như cái nghèo tai nhưng không phải đâu. Cái này khác hơn nghèo tai. Này, cái này to hơn nghèo tai bình thường. Xong cái đầu rồi các bạn ơi. Tại hồi nãy nó cơ bắp đô quá, nó đô quá nên mình đã làm cho nó bớt đô rồi. Nhưng mà nó có cái đầu. Được rồi. Bây giờ mình sẽ làm cái mắt nha. Mắt nó mình không ở đây không có màu vàng nên mình sẽ làm màu xanh lá cây nha, lá cây nha. Nhìn này nó phát sáng. Đó, đi đó, nó phải phát sáng hơn. Ấy, nó bù rồi. Để mình làm phen thử nào. Ôi, xong con mắt rồi, bây giờ mình làm hàm răng nha. Hàm răng thì mình chỉ có màu cái màu này thôi, không có màu trắng thì mình bị mất màu trắng luôn rồi. Màu này này. Nên mình làm hàm răng màu này nha. Kim công ăn nhiều rác quá nên thúi hàm răng nha. Đây rồi. Bây giờ mình sẽ làm cái rìu của công nha. Cái rìu của công Godzilla thì có cái rìu, có cái gai trên lưng đúng không? Mình sẽ làm cái gai trên lưng của Godzilla màu này nha. Cái rìu đúng màu này nha. Còn cái cán là màu này nha. Tại vì mình chỉ có màu này với cái màu làm răng kinh công thôi. Nha các bạn. Mà quên đi, tiểu cảnh ở trên tàu của Godzilla và Kong thì không có. Nên mình sẽ làm Godzilla nha, làm sao ơi, làm từ chưa xong. Để mình làm lông nha. Cái đó đâu, ở đây rồi, nó đây rồi. Mình sẽ làm lông. Tại vì công cũng phải có lông. Công, lông. Vì công là khỉ đột mà. Để mình làm cho cái này. Wow. Lông, 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 lông. Lông này lâu lắm nên mình cắt nha. Làm xong rồi các bạn ơi. Giờ mình sẽ tiểu cảnh cho công nha. Công mình quên làm tay đi. Rồi xong rồi nha các bạn. Mình sẽ để đây nha. Mà thôi mình cắt bỏ ra một bên đi. Để mình làm Godzilla.
Godzilla thì mình làm nhanh nha. Video cũng đã dài rồi, mình chỉ làm video dưới 15 phút thôi. Mình sẽ cắt làm xong Godzilla nhé. Godzilla. Quên, mình quên, cắt đi. Cắt. Mình làm xong cái khung ở nhà, bắt đầu mình làm chi tiết này. Mình làm xong cái gai ở nhà, bây giờ mình làm bàn tay. Bây giờ mình làm bàn chân nha, làm xong bàn tay rồi. Bây giờ mình sẽ làm hàng gai thứ hai và hàng gai thứ ba nha. Xong rồi nha, bây giờ mình sẽ làm 7 nha, cái này thì mình cắt nhiều lắm. Mình đã làm xong con Godzilla rồi nha, mình sẽ cho nó đứng lên, mình sẽ quay cho các bạn xem này, đủ các góc luôn nha. Từ chắc tắt chế độ ánh sáng cái đã. Để mình từ từ nha. Đây chính là Godzilla. Đó. Các chế độ góc quay luôn nha. Cái này mình quay bằng điện thoại nên hơi khó. Sau lưng này. Rồi, mình quay cong nha. Cong này. Mình quay bằng điện thoại các bạn thông cảm nha. Còn đây là khi hai quái vật chiến đấu trong phim này, cái đoạn ở trên tàu ấy là như thế này. Từ từ đó, tay của mình xin lỗi, mình xin lỗi nha các bạn thông cảm nha. Đây nó như thế này các bạn này. Bye bye. Từ từ các bạn nhớ like, share và đăng ký video của mình nha. Nếu mà các bạn nhớ bấm chuông nữa nha. Tại vì không bấm chuông thì các bạn sẽ không biết mình ra quay video lúc nào đâu.